Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Quý vị và các bạn thân mến, nếu bạn thuộc những con giáp này, trong tháng 1 âm lịch năm 2023, khi bước chân ra đường, phải hết sức cẩn thận, bởi đây là hai con giáp dễ gặp vận đen. Trong năm nay, bạn phải hết sức cẩn thận trong vấn đề lời ăn tiếng nói, trong các mối quan hệ xung quanh, vì dễ bị tiểu nhân đặt điều nói xấu, chiếm đoạt những công lao do bạn gây dựng từ trước tới nay. Trong công việc cũng gặp không ít khó khăn do cấp trên chèn ép, đồng nghiệp chơi bẩn, từ đó dẫn đến tài lộc bị tiêu tán. Bên cạnh đó, các bạn phải tuyệt đối chú ý đến sự an toàn trong các vấn đề xe cộ, giao thông, đi lại, vì dễ va quẹt, thương tích. Và đó là các con giáp. 1. Tuổi Thân. Người tuổi Thân nên tự nhắc nhở bản thân mình cố gắng vượt lên khỏi những khó khăn, khúc mắc có thể xảy đến bất cứ lúc nào trong tháng đầu tiên của năm mới 2023 này. Cục diện dần thân tương xung đem tới nhiều tác hại xấu mà bạn không thể lường trước được. Thời điểm này, mọi người xung quanh dường như đều quá bận rộn với công việc của riêng mình nên không thể phân tâm giúp đỡ bạn. Vì thế, bạn chỉ còn cách tự lực cánh sinh, hoàn thành cho tốt nhiệm vụ. Đừng nghĩ đến việc than vãn hoặc dựa dẫm vào người khác, bởi như vậy công việc khó có thể tiến triển được mà bạn sẽ chỉ càng dễ cảm thấy chán nản, muốn bỏ cuộc mà thôi. Cũng may là khó khăn xuất hiện ở thời điểm này chủ yếu là do tác động khách quan của thời cuộc chứ không có sự xuất hiện của kẻ tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại. Dù có phải vất vả, đầu tắt mặt tối làm việc nhưng bạn không lo người khác gây rối, vì thế cuối cùng bạn cũng sẽ nhận được kết quả tương ứng với công sức đã bỏ ra. Lại thêm sự giúp đỡ của nguyệt lệnh trường sinh, bạn vốn là người thông minh và tài hoa, hãy phát huy khả năng của mình đúng lúc. Bạn hoàn toàn có thể có năng lực gây ấn tượng với cấp trên và chạm tay vào cơ hội thăng tiến. Nguyệt Mã và Giải Thần Cát Tinh cũng khuyên bạn nên chủ động và xông xáo hơn trong công việc. Hãy coi mỗi khó khăn của mình gặp phải chính là cơ hội để mình khẳng định bản thân, tìm chỗ đứng vững chắc cho tương lai. Đồng thời, tử vi tháng 1 năm 2023 tuổi Thân âm lịch khuyên bạn là hãy chú ý xây dựng các mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, lãnh đạo, hòa hợp để tránh khỏi những mâu thuẫn không nên có. Con đường tài lộc của người tuổi Thân không thực sự sáng sủa ở thời điểm này do phải chịu ảnh hưởng xấu của tương xung và đại hao. Bên cạnh việc cẩn trọng đầu tư, bạn cần phải chú ý hơn đến việc chi tiêu để không rơi vào cảnh cháy túi. Người làm công ăn lương khó có thể nhận được các khoản thưởng nóng hoặc là chạm tay vào cơ hội tăng lương vì công việc chưa có những tiến triển đáng kể. Bạn tốn nhiều thời gian và công sức để giải quyết các rắc rối cứ liên tục xuất hiện. Hãy tiếp tục trong khoảng thời gian sau đó, bạn sẽ dần dần đạt được những gì xứng đáng. Người làm đầu tư kinh doanh cần thật sự cẩn trọng trong việc đưa ra những quyết định đầu tư kinh doanh. Trước khi quyết tâm làm việc gì, bạn cần phân tích rõ thiệt và hơn trong công việc, tránh xác định thực tế trước mắt và thực lực của bản thân. Phải xác định thực tế trước mắt và thực lực của bản thân mình. Thời điểm này bạn không nên chạy theo người này, người khác mà cần làm những việc phù hợp với sức của mình để tránh thua lỗ. Đại hao cho thấy bạn còn dễ tốn tiền vì những nguyên nhân khác nhau khiến túi tiền không rủng rỉnh lại càng trở nên eo hẹp. Con giáp này cần chi tiêu những món đồ vừa với túi tiền của mình, tránh chạy theo xu thế của người khác mà không quan tâm đến mức lương của bản thân mình. Trong công việc cũng như trong đầu tư, bạn cần nhắc nhở mình làm việc thật cẩn thận để tránh xảy ra lỗi sai, phải dùng tiền của bản thân để sửa chữa và bù lỗ. May mắn mà trường sinh, nguyệt mã và giải thần là các cát tinh vẫn sẽ xuất hiện để giúp đỡ cho bản mệnh, khiến vận trình của bạn tươi sáng hơn. Con giáp này hãy chăm chỉ làm việc, đừng ngại di chuyển hoặc nhận những nhiệm vụ khó, bởi bạn càng tháo vát, nhạy bén, nhiệt tình bao nhiêu thì càng tạo được thêm những ấn tượng tốt với người khác, khiến lãnh đạo đánh giá cao. Có thể cố gắng của bạn vào thời điểm này chưa đem lại nguồn tiền đáng kể, nhưng góp phần tạo vị thế cho bạn trong tương lai. Đáng buồn là chuyện tình cảm của người tuổi Thân lại rất dễ lâm vào bế tắc trong tháng 1 năm 2023, nhất là khi bạn thiếu tỉnh táo, ích kỷ và không biết suy nghĩ cho mọi người xung quanh mình. Dưới ảnh hưởng của cục diện tương xung, vợ chồng bạn có vẻ ngày càng lạnh nhạt với nhau. Những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt cũng có thể thổi bùng lên ngọn lửa mâu thuẫn giữa đôi bên. Hai người cần phải bình tĩnh trò chuyện với nhau, một khi đã nóng nảy thì nên tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện và quay lại giải quyết sau, khi đôi bên đã nguôi giận.
Dù quan hệ vợ chồng không hòa hợp, bạn cũng cần quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của đối phương, trở nên tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ, khiến nửa kia cảm thấy tổn thương và thất vọng. Bạn cũng chớ nên tìm niềm vui ở bên ngoài, dính líu đến những mối quan hệ mập mờ với người khác. Trước khi đi sai đường, bạn cần nghĩ lại những điều quý giá nhất với bản thân, với gia đình để có thể dừng lại đúng lúc. Người độc thân cũng có vẻ khá thờ ơ với chuyện tình cảm. Bạn thấy công việc của mình đã quá bận rộn nên khi xong việc, bạn muốn được nghỉ ngơi chứ không muốn tốn thời gian quan tâm đến người khác. Vì thế, tử vi tháng 1 năm 2023 tuổi Thân âm lịch thấy rằng, dù có người chủ động tiếp cận, bạn cũng khá lạnh lùng, thậm chí bạn tìm cách để từ chối đối phương, không cho đôi bên bất cứ cơ hội nào. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 2. Tuổi Tỵ. Nhiều rắc rối đổ xuống đầu trong tháng đầu tiên của năm mới, đòi hỏi người tuổi Tỵ cần thực sự tập trung cho sự nghiệp của mình. Bạn chớ nên chán nản, bỏ cuộc bởi trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề. Hãy dũng cảm đối mặt với mọi chuyện, rồi dần dần bạn sẽ tìm ra cách giải quyết và trở thành một người bản lĩnh hơn. Theo tử vi tháng 1 năm 2023 tuổi Tỵ âm lịch, cục diện tương hại cảnh báo bản mệnh nên cẩn trọng trong quá trình kết giao với người khác, chớ nên tin theo lời điều tiếng của người ngoài. Hãy chú ý đến cách cư xử của bản thân, cũng như không cố tình nói những lời xúc phạm hoặc gây tổn thương cho người khác. Làm được những điều này, bạn có thể giúp bản thân tránh được nhiều mâu thuẫn, thị phi do kẻ tiểu nhân ngấm ngầm tìm cách phá hoại. Con giáp này dễ phải làm việc lao lực, vất vả hơn nhiều so với khoảng thời gian trước đó, do phải chịu tác động của tương hình. Dù bắt tay vào làm công việc gì, bạn cũng thấy khó khăn, trắc trở bởi những sự cố xảy ra liên tiếp. Lại thêm việc không có ai giúp đỡ nên bạn làm gì cũng phải dựa vào sức của chính mình, khiến công việc vốn không thuận lợi lại càng tiến triển một cách chậm chạp hơn. Bạn cần phải tự tìm cách khích lệ, động viên bản thân mình, đừng đầu hàng số phận, đồng thời cẩn thận làm việc để tránh sai sót, lại bị người ngoài chỉ trích và phê bình. Tuy nhiên, tử vi nhận thấy rằng tháng đầu tiên năm này không chỉ toàn những điều đen tối. Trên thực tế thì cát tinh, thiên đức và thiên vu vẫn sẽ đem lại ít nhiều trợ lực cho bạn. Bạn mệnh nên cố gắng phấn đấu không ngừng, tận dụng điểm mạnh của bản thân để có thể tìm cách biến thách thức thành cơ hội, khẳng định giá trị và vị thế của mình. Bạn vốn là người thông minh nên không lý nào lại đầu hàng trước khó khăn được. Tình hình tài chính của người tuổi Tỵ khá ảm đạm trong khoảng thời gian này, chủ yếu là vì công việc gặp phải nhiều khó khăn và cản trở. Nhiều kế hoạch lớn của bạn không nên tiến hành ngay lúc này mà nên lùi sang một thời điểm khác, thích hợp hơn để giảm thiểu những sự cố không đáng có xảy ra bất cứ lúc nào. Cục diện dần Tỵ tương hại cho thấy kẻ tiểu nhân đang tìm cách nhăm nhe để hãm hại bạn, đẩy bạn vào đủ loại thị phi và rắc rối. Vì thế bản mệnh cần phải cẩn thận khi kết giao với người khác, không nên nghe theo những lời xúi giục, bàn tán một chiều. Trước khi ký kết hợp đồng, cần kiểm tra lại kỹ các điều khoản để tránh những thiệt hại không đáng có về tài sản trong tương lai. Dưới tác động xấu của cục diện nguyệt lệnh lâm tuyệt, bản mệnh cũng sẽ cảm nhận được sự bấp bênh trong công việc, đặc biệt là với người trẻ tuổi. Nếu có ý định thay đổi công việc vào thời điểm này thì bạn nên dành nhiều thời gian để rèn luyện bản thân, làm quen với vị trí mới. Nhiều khả năng bạn sẽ cảm thấy rất vất vả vì không được ai giúp đỡ, nhưng đừng vì thế mà đầu hàng nhé. Ngoài ra, bạn cũng đừng nên vội vàng đặt kỳ vọng vào tài chính vào thời điểm này. Dù là công việc gì đi nữa thì cục diện tương hình cũng khuyên bạn nên tập trung vào nhiệm vụ chính, tránh vì ham kiếm tiền mà bỏ thêm thời gian cho các công việc tay trái, tự đẩy mình vào tình trạng lao lực mà cuối cùng kết quả đều không được tốt. Và để hóa giải vận đen, chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng tôi đã chia sẻ cho quý vị hai con giáp xui xẻo nhất trong năm 2023 Quý Mão. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé!
Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!